Trên 100 triệu đồng, chúng ta sẽ sở hữu ngay được một chiếc điện thoại chính hãng Vertu. Chiếc điện thoại cảm ứng cấu hình mạnh, một trong những chiếc điện thoại đời mới nhất hiện nay của Vertu. Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury, chủ đề về điện thoại cao cấp. Điện thoại Vertu chính hãng, Kỳ Lân trân trọng giới thiệu. Đây là chiếc điện thoại Vertu Iron Flip, điện thoại dòng thông minh cảm ứng, cấu hình mạnh. Và đây là mẫu mới nhất của hãng Vertu. Đây là một trong những mẫu nắp gập, điện thoại cảm ứng nắp gập. Wow, cái hộp rất đẹp. Một chiếc điện thoại cao cấp chính hãng của hãng Vertu. Và hãng Vertu là một trong những thương hiệu điện thoại xa xỉ bậc nhất hiện nay về sự tinh tế, hoàn mỹ và giá trị cao. Vì vậy, từ chất liệu bên hộp vỏ bên ngoài đến nơi chứa phụ kiện, tất cả những cái đi kèm là một sự tinh tế và hoàn mỹ vô cùng tuyệt vời của hãng Vertu này. Wow, một chiếc điện thoại new của hãng Vertu, dòng cảm ứng thông minh mà cấu hình mạnh. Ở những video trước, Kỳ Lân đã từng review giới thiệu về cái điện thoại Vertu Iron Flip này rồi, nhưng ở phiên bản da cá màu đen và phiên bản da bê màu đen, thì hôm nay là dòng phiên bản da cá màu nâu. Chúng ta sẽ cùng phối hợp. Wow, quá đẹp, quá sang và quá đẳng cấp cho một chiếc điện thoại nắp gập cảm ứng mà đời mới nhất hiện nay của Vertu, với cấu hình rất là mạnh. Đó chính là cái phong cách của chiếc điện thoại Vertu Iron Flip này của hãng Vertu hướng đến. Cái điện thoại Vertu Iron Flip này ở những phiên bản trước và bây giờ thì vẫn là một thôi, nhưng chỉ khác nhau ở những option, đó chính là phần da lưng đằng sau phía này. Phần da lưng đằng sau này là da cá hoặc da bê, thì mỗi loại da cá hoặc bê cũng sẽ có những màu sắc khác nhau để chúng ta chọn lựa phù hợp với mình nhất. Và bây giờ cùng Kỳ Lân khởi động chiếc điện thoại Vertu Iron Flip cảm ứng nắp gập cấu hình mạnh của Vertu với sự sang trọng đẳng cấp. Ở phía sau là có một cái màn hình ngoài ở phía sau, âm thanh của Vertu khởi động. Nhưng mà cái điện thoại này á thì là nắp gập, nhưng mà có một số khách hàng mua, khi mua của Kỳ Lân sẽ nói là anh thích nắp gập để lâu lâu anh bật thôi, nhưng bình thường anh sẽ dùng không có gập, để thẳng là vậy luôn. Vì vậy, Kỳ Lân đã thực hiện một cái bao da handmade bởi Kỳ Lân. Và tất nhiên rằng da từ da bê hay da cá đều có, và màu sắc cũng theo yêu cầu của khách. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.